Hôm nay mình muốn kể chuyện lần xưa cho em cháu nghe. Cháu nghe không? Nghe thì mình kể, không nghe thôi. Chỉ là mình xin kể nha. Kể chuyện ngắn thôi, nên nếu mà hay á thì bấm đăng ký, like rồi bấm bình luận. Nếu mà hay thì chú kể nữa. Còn không hay thì chú không kể. Hay ở thì bình luận hay, còn dở thì bình dở, nhưng mà yêu cầu thì chú kể cho. Giờ hôm nay kể cái ngắn gọn đó nghe, ngắn gọn nhưng mà nó có ý nghĩa. Bây giờ mình kể qua cái chuyện là chồng khôn được vợ được mang hài, vợ khôn chồng được có ngày làm quan. Nhớ nha, chồng khôn vợ được có ngày làm quan. Có đầu hôm nọ thì hai chồng này đó nghèo khổ lắm, ở giữa đồng đó nghèo khổ, nhưng mà tối ngày cũng như mần mướn đã hoài vậy đấy. Nhưng mà nó mua được con gà trống đá cũng đá giỏi lắm, nghèo nhưng mà không có ra trường chơi, nhốt ở nhà là để tới lui vậy thôi. Cái bữa nọ cái ông vua ông đi ngang, ông di hành ngang vậy đó, cái ông đi ngang đó cái ông xin uống nhờ nước. Cái nhỏ này nó cũng lòng tốt, nó thấy ông vua ông mới thở mình đi ngang một lần, nó mời ông vua ở lại ăn dùng bữa cơm. Cái ông vua ông đồng ý, ông chịu. Cái ông ở lại ông ở đó thôi, mình cũng sẵn là mình ở đây mình biết nó nghèo nhưng mà mình sẵn nghỉ chân luôn. Và nó mời ăn cơm thì nói chung là mời gà ra thì coi như nếu quan vua đông quá thì đông quan đủ, thì cũng ông vua với mấy người cận thần lớn lớn vậy ăn thôi. Cái bắt đầu cái mặn gà, gà nó cô bác biết gà trống đá mới xanh thật ngon. Ăn rồi cái ông vua ông khen ngon, nó quá ngon, gà ăn ngon quá. Tại vì ở trong như là vua ông ăn cao dinh lương mỹ vị quen rồi, mà nó không có lời miệng. Hồi giờ ông ăn là con gà như bình thường thôi, gà thì bình thường nhưng mà nó ngon. Tại vì ông ít ăn gà, ăn đồ ngon hơn. Cái bắt đầu cái ông đi, vua mới đi, thì bắt đầu cái đi cũng xa rồi, đi lâu rồi. Cái này phải chiều mới về, về nó mới gà con gà nó bị nó đi từ thâu cho về cái săn sóc gà dữ lắm. Cái nó gà cái nó hỏi con gà đó đâu, cái vợ nó chàng ở mấy thở ông vua ông đi ngang anh ơi tôi mạnh đã mang rồi. Cái này nó nói ông vua cho bộ ông nổi mày sao mà mày bắt con gà của tao quý giá cỡ nào để bắt mày bằng giống ăn đó. Thì cho đầu cái ông cái nó gục đó đánh đánh to bộ nhỏ này chịu hết nổi, nó chạy chạy quá cô bác, nó chạy quá xa cái đầu nó chạy rồi cái đầu cái tới chừng mà ông vua vua ông đi hành đảo về thì cũng chiều rồi, cái đầu ông đảo về để về ngang cái gặp chỗ này nó chạy nó khóc, vừa chạy vừa khóc. Rồi đầu cái ông vua hỏi cái gì vậy con, cái nhỏ này nó suy nghĩ liền, nó suy nghĩ nếu mình nói thiệt thì cũng cần chồng mình thì bị ấy, còn nếu mà mình nói dối thì đặng cho không có nói thiệt mà nói dối. Nói ông vua cái chồng con đi về thì ông ở già đâu nó mạnh cho vua ăn, thì ông chồng con không đánh con. Ông nói sao mà ông vua đi ngang đông người mà không mua con heo mà mạnh cho ông vua ăn, mà đi mạnh cho con gà ăn sao đủ. Đầu đầu vậy cái đầu ông gượng đến con, cái ông vua ông nói vậy là này tốt quá, vậy là con người tốt, vậy thôi mình bắt đem về làm quan cho nó ấy, cho để người tốt vậy thì ở giữa đồng mà không có ai nâng đỡ thôi, ông nâng đỡ nó cho nó về làm quan. Về làm quan cái đầu cái làm quan thì coi như là thấy vinh hạnh rồi. Mà đàn bà như vậy thì nếu mà quá tốt hay quá, nếu mà không có, nếu mà nói thiệt đó thôi thì ông vua chém bài đầu rồi.
Rồi nói ông vua mà mạnh cho ông vua ăn, chứ mày là cha hay ông nội tao sao là chết rồi. À, cho nên là mình thấy bắt chước người xưa, thật thà chất phác mà nói cái tiếng là lời nói khéo không. Nếu mà mình nói thiệt ra thì ông vua cũng chém bay đầu rồi. Mình nói là ông vua cũng bắt về làm vua, làm vua là vậy cho bây giờ là mình thấy cái chuyện nó hay ho ha cô ấy. Nếu mà em cháu muốn nghe mà, nhưng mà mình nói đó thì nó cũng ngắn gọn, không có mấy lời, không có mấy phút, nhưng mà nó ý nghĩa đó con thâm sâu lắm. Nếu mà con người mà hiểu ra thì mình thấy như vậy đó. Là vậy mà chồng tự làm quan, cũng như là ông này mình cũng kể thêm một chuyện nhỏ nữa thôi. Ông này ổng thì có đứa con gái mà ổng gả, ông không biết là ông không cần vợ người, mà ông nói ai mà kể chuyện đời xưa hay thì ông gả con gái ông dễ vậy đó, chứ không cần giàu có. Bởi vì ông giàu có rồi cho nên ông đâu có cần giàu có nữa, ông cần cho nên là người nào cái thằng này nó cũng đi ngang nó nghe, nghe ông nói vậy. Nhưng mà mình nghèo khổ, mình cũng dốt nát nữa, đâu có đời xưa gì, biết chuyện đời xưa gì nhiêu. Nhưng mà kể chuyện nhà nó thôi cô bác, chuyện nhà của nó nhớ lại hồi xưa ông già nó ngày xưa cha tôi có trồng một công dưa nấu, trái nào xấu xấu thì bẻ nấu canh, trái nào xanh xanh thì đem ra chợ bán. Mỗi khi trời hạn hán gánh nước gào dai, gánh đứt một quai đâm vào mũi má, cha tôi liền thách bỏ mẹ mồ côi, bỏ hai đứa tôi xanh sơ sạch sở. Câu này ông vỗ tay hay hay, dân hay chẳng lệnh đọc dài, ngày mai tao gả con hai cho mày. Thấy không cô bác, cái chuyện ngắn gọn vậy thôi. Anh thích anh nói ra như vậy là này nó dân nó hay, thấy vậy mà nó có tài cũng gả, nó cuối cùng là này nó cũng được vợ. Thấy cô bác thấy không, cái dân hay cũng ông đồng không lệnh đọc dài. Thì cô bác nào em cháu nào muốn nghe nữa thì đăng ký và bấm bình luận like cái nha, like cái thích thì mình kể nữa, còn không thích bình luận chú kể không hay, con không thích con không nghe nữa. Còn nếu nghe hay thì chú kể nữa, chú còn nhiều chuyện lắm. Tại vì chú kể không hay nhưng mà chú hay kể, nếu em cháu thích chú sẽ kể nữa, còn không nghe không thích thì bình luận cho cha chú biết. Chú còn kể một chuyện, ví dụ như muốn nãy là chú còn kể một chuyện, nhiều mẫu chuyện lắm. Này chú kể ngắn gọn thôi, nếu mà thích thì like lại chú kể nữa, còn không thích thì chú không kể, nghe không? Rồi cảm ơn con, chào các cháu nha. Chú là coi như là dốt nát, nhưng mà chú chỉ học lớp 5 hồi xưa là lớp 1 bây giờ. Chú kể cũng như là mình thích, mình ông bà mình kể sao mình nghe, mình kể lại vậy đó. Thì con cháu muốn nghe chú sẽ kể lại, còn không nghe thì chú xin nghỉ kể đi, còn nghe thì bình luận.